Vâng, xin chào các bác. Hôm nay tôi có một cặp loa của Anh Quốc hàng mới về. Thì tôi quay qua giới thiệu các bác. Đôi loa này tôi xin nhắc là bán với giá 6 triệu đồng. Loa chính hãng sản xuất tại Anh Quốc. Tôi đang ghép với âm đi Pioneer. Đôi loa này có mã là... Trước tiên tôi nói hãng đã. Hãng này là hãng loa Silestone của Anh. Một hãng loa rất nổi tiếng của Anh. Silestone, Ditton và... Waffelen và BV kép của Anh là 4 hãng loa rất nổi tiếng của Anh Quốc. Hãng loa Silestone này tôi cũng bán khá nhiều rồi. Âm thanh của hãng này thì tiếng rất sáng. Nói chung các hãng loa của châu Âu mà về Việt Nam dùng thì nếu mà mình nghe loa Nhật nhiều thì sẽ thấy tiếng của châu Âu và Mỹ rất hay. Các giải âm đều rõ ràng, bass đánh rất sâu, lời hát thì sáng, tép sáng, lời thì hát thì ngọt. Silestone, hôm nay tôi quay qua, mai tôi có thời gian tôi mở củ loa ra cho bác nhìn bên trong xem như thế nào. Và mai tôi sẽ đo chính xác kích thước bass nó là bao nhiêu, xem cái bass này nó vành cả ra ngoài hay là nó chỉ tính bên trong. Nhìn qua thì nó tầm 18-20. Gồm một loa bass, một loa mid và một loa tép. Ở dưới có lỗ thông hơi. Thôi mở to nhạc nghe qua một chút. Đêm phân gió thoảng du mộng tròn môi. Xin yên giấc ngủ. Đêm phân gió thoảng du mộng tròn môi. Kích thước cái thủng loa này xem nó cao bao nhiêu. Một nỗi đau bề ngang là 24. Loa này chắc là loa vuông ấy. 24 ngang và sâu thì bằng nhau 24. Tôi đo chiều cao loa này xem. Buồn vì thiếu người yêu. 84. Một đêm đông chạy đi tìm mộng. Người chống đánh khá căng. Vòng tay ôi. Thức đêm tôi quay lại mặt sau cho bác xem. Loa còn khá đẹp. Thương nhớ người còn tôi nỗi đau vây kín vết thương lòng. Tình yêu. Loa này có tên là Kim Park 30. Công suất tối đa là 150W, độ nhạy 90, sản xuất tại Ipswich, England, nghĩa là sản xuất tại Anh Quốc, nội địa Anh. Gân này gân cao su zin 100%, gân này rất mềm luôn. Gân này thay Việt Nam cũng có đâu. Nếu mà thay thì mình sẽ phải thay gân kiểu khác. Gân này gân rất mềm luôn. Gân này chất lượng cao, vật liệu tốt nên nó mình không chưa bị mục. Và đảm bảo với các bác nếu mà mình dùng thường xuyên, mình không lưu ở kho thì nó sẽ không mục đâu. Các cái gân này nó sẽ bị mục khi mình không dùng và mình bỏ nó ở kho. Loa mít, loa tép. Tôi quay lại luôn cái thùng loa này. Màu đen.
với loa này thì một bên loa thì nó một bên loa nó xấu hơn một bên kia, xấu hơn không phải vì thùng mà là do tôi nhìn qua đây nó có một cái vết đấy chạy đi tìm nó bôi keo người yêu keo hay là cái gì nó bôi vòng tay ấu y bôi đây nó bẩn đấy thức đêm phải một hàng đảm bảo 100% thương nhớ tôi vừa lấy về chiều này lúc 4 giờ chiều tôi mới đã quay qua cho các bạn xem mai tôi sẽ quay củ loa bên trong. Bán với giá 6 triệu một đôi loa đến tình từ hãng nổi tiếng Anh Quốc vang vọng nêm cay đắng âm thầm trong vắng nhớ người mình yêu mình đã bên kia trông nó xấu hơn một chút nhưng mình chỉ quay máy ảnh trực tiếp đến thì nó mới xấu thôi, còn nhìn qua thì không có vấn đề gì đâu mà nó có vết bẩn nó bồi đấy. Thao thức tình một loa cơ bản 100% một cơn trông đánh sâu vết đấy. Xiêm thân trời lạnh tôi đang ghép ở review đây chạy đi. Vâng, cửa hàng tôi bán tại vào Viva, chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ. Hàng này tôi ship toàn quốc qua dịch vụ Viettel với điều kiện các bác chuyển tiền vào tài khoản tôi hoặc là các bác đến tận nơi xem hàng. Và tôi xin nhắc thêm một điều là các cái hàng này các bác mua là tiền phí vận chuyển là các bác phải chịu, bởi vì hàng này tôi nhập về tôi cũng phải chịu phí vận chuyển rồi, chứ không phải là người ta mang đến cho tôi bán miễn phí. Các bác nhiều bác mua hàng cứ nghĩ là cứ bảo rằng là bán là phải chịu phí vận chuyển cho khách, điều đó là không bao giờ có đâu. Nếu mà họ tính phí vận chuyển cho chẳng qua là họ tính vào trong giá rồi. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại, mai tôi sẽ quay chi tiết bên trong loa.